Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với ngày thứ 41 trong chuỗi các bài tập yoga dành cho người mới bắt đầu. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu bài tập ngày hôm nay. Rồi, từ đây chúng ta hãy đứng thật thoải mái. Hai tay chấp nhẹ trước ngực và hãy ổn định nhịp thở của mình. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Hít sâu, bụng phình căng. Thở ra thật chậm rãi. Hít vào thật sâu. Thở ra thở hết. Và xịt sâu bụng xuống. Từ đây chúng ta hãy nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình ra. Hít vào, đưa hai tay lên cao. Hãy đan tay vào nhau, ngửa căng lòng bàn tay. Chúng ta hãy đưa cái tay của mình, cố gắng đưa cái tay ra sau một chút. Mắt hướng nhìn này, nâng nhẹ căng. Thở ra hạ tay xuống. Hít vào, hai tay lên cao. Đan tay. Đưa tay ra sau, mở vai. Giữ ở đấy, thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra hạ tay xuống. Tiếp tục hít vào, hai tay lên cao, vươn căng hai tay, đan tay. Mở ngực ra, giữ. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra hạ tay của mình xuống. Từ đây chúng ta tiếp tục hít vào, hai tay lên cao, đan tay, duỗi thẳng tay. Thở ra nghiêng người sang bên phải. Nghiêng người sang phải. Cố gắng giữ hai tay song song với nhau. Hít vào, trở về giữa. Khi trở về giữa chúng ta có thể hơi trùng nhẹ cái tay của mình một chút để cho chúng ta thoải mái hơn nhé. Rồi thở ra, duỗi thẳng tay và nghiêng sang bên trái. Hít vào, trở về. Thở ra nghiêng lườn sang phải. Giữ tay ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, trở về giữa. Luôn luôn hướng cái vai của mình hạ thấp xuống. Thở ra đùi bên. Và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, trở về. Rồi thở ra, chúng ta nhẹ nhàng hạ tay của mình xuống. Hạ tay xuống. Hít vào, hai tay sang ngang. Hai tay sang ngang. Chúng ta khép ngón tay cái vào trước và nắm bốn ngón tay còn lại. Nắm bàn tay của mình. Xòe, nắm, xòe, nắm, xòe, nắm. Và xòe. Rồi chúng ta nhẹ nhàng xoay tròn khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5. Và xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi từ đây chúng ta nhẹ nhàng đặt hai tay lên hai bả vai. Hít vào. Đưa hai cùi chỏ hướng gần về nhau này. Rồi đi lên, thở ra hạ xuống. Hít vào đi lên. Thở ra hạ xuống. Hít vào đi lên. Thở ra hạ xuống. Và xoay ngược lại. Hai cùi chỏ tay ra sau. Và đi lên. Thở ra hạ xuống. Hít vào, ra sau và đi lên. Thở ra hạ xuống. Hít vào, ra sau đi lên. Và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra hạ tay xuống. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng tách hai bàn chân của mình ra. Hít vào, hai tay lên cao, vươn căng hai tay. Thở ra, chúng ta nhẹ nhàng đặt tay trái của mình xuống sàn, vươn căng tay phải. Có thể chống mũi tay thôi cũng được nhé. Hít vào, hai tay lên cao. Thở ra, hạ tay phải về giữa, vươn căng tay trái lên. Mắt hướng nhìn lên trần. Hít vào, hai tay lên cao. Thở ra, lặn xoắn, mắt hướng nhìn lên.
Hít vào, hai tay lên cao. Thở ra đuổi về. Có thể chống nhẹ đầu gối nha. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, hai tay lên cao. Thở ra nhẹ nhàng, hạ tay của mình xuống. Từ đây chúng ta đứng về phía đầu thảm của mình. Đứng về phía đầu thảm. Hai tay xuôi theo người, hơi quặn nhẹ xương cổ của mình bạn. Hóp nhẹ bụng lưng thẳng. Hít vào, đưa hai tay lên cao. Đẩy hông về trước, ngả người ra sau. Thở ra, vươn dài cột sống. Trùng nhẹ đầu gối ạ, tay luôn luôn thẳng hàng với lưng của mình. Hai bàn tay đặt cạnh hai bàn chân. Hơi ngẩng nhẹ đầu, trùng đầu gối. Hít vào, bước chân phải ra sau. Bước chân phải ra sau. Bước chân trái ra sau về tư thế tấm ván cao. Siết toàn bộ cơ thể của mình lại. Thở ra, hạ đầu gối. Trùng khuỷu tay, hạ ngực cao, 8 điểm chạm sàn. Hít vào, vuốt mũi chân, hạ bụng, trườn lên dần. Thở ra, chống mũi đầu ngón chân, đẩy mông lên cao, về ngược, chìm sâu vai. Hít vào, bước chân phải về giữa, rồi bước chân trái về cạnh, thở ra, gặp người sau. Hít vào, hai tay lên cao, đẩy mông về trước, quặn xương cụt nha, đẩy mông về trước ngang. Sau theo khả năng của mình. Thở ra, vươn dài cột sống, gặp người. Hai bàn tay đặt cạnh hai bàn chân, trùng nhẹ đầu gối. Hít vào, bước chân trái ra sau. Duỗi thẳng đầu gối chân trái nào, kiện cao gót chân mình buông góc. Bước chân phải ra sau về tư thế tấm ván cao. Thở ra, hạ đầu gối. Trùng khuỷu tay, hạ ngực cằm, 8 điểm chạm sàn. Hít vào, vuốt mũi chân, hạ bụng, trườn lên rắn. Thở ra, chống mũi đầu ngón chân, đẩy mông lên cao, về ngược, chìm sâu vai. Hít vào, bước chân trái về giữa, bước chân phải về cạnh, gập người sau. Tiếp tục chúng ta hít vào, hai tay lên cao, đẩy hông về trước, ngả người ra sau. Thở ra, vươn dài cột sống, hơi trùng nhẹ đầu gối, gập người xuống. Đẩy hông lên cao hoặc đẩy trọng lượng cơ thể về trước. Hít vào, bước chân phải ra sau. Bước chân phải ra sau. Bước chân trái ra sau về tư thế tấm ván cao. Tấm ván cao. Quặn xương cổ của mình lại, siết cơ bụng. Thở ra, hạ đầu gối. Trùng khuỷu tay, hạ ngực cao. Hít vào, vuốt mũi chân, hạ bụng, trườn lên rắn. Thở ra, chống mũi đầu ngón chân, đẩy mông lên cao, về ngược, chìm sâu vai. Chìm sâu vai. Hít vào, bước chân phải về giữa hai tay. Bước chân trái về cạnh chân phải, gập người sau. Thở hết ra, đẩy trọng lượng cơ thể về trước. Hít vào, hai tay lên cao, đẩy hông về trước, ngả người ra sau. Thở ra, vươn dài cột sống, rồi gập người. Hít vào, bước chân trái ra sau. Bước chân trái ra sau. Bước chân phải ra sau về tư thế tấm ván cao. Hít thở đều, giữ ở đây. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra, hạ đầu gối. Trùng khuỷu tay, hạ ngực cằm, 8 điểm chạm sàn. Hít vào, vuốt mũi chân, hạ bụng, trườn lên rắn. Thở ra, chống mũi đầu ngón chân, đẩy mông lên cao, về ngược, chìm sâu vai. Chìm sâu vai. Hít vào, trở về tấm ván cao. Thở ra, hạ gót chân của mình sang bên phải ạ. Rồi nâng tay phải của mình lên, hạ gót chân sang bên trái, được chưa? Nâng tay phải, thở ra, hạ tay trở về tư thế tấm ván cao.
tiếp tục đổi hạ gót chân sang phải, rồi nâng tay trái của mình lên giữ ở đây. 4, 3, 2 và 1, thở ra hạ tay xuống, hạ tay xuống. Tiếp tục hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra hạ gót chân sang bên trái á, nâng tay phải này. Nếu ai thể lực tay yếu có thể bước chân của mình lên đây được chưa? Xốc vai này, hai tay cùng nằm trên một đường thẳng. Thở ra hạ tay của mình xuống trở về tầm ván cao. Hít vào thật sâu, thở ra đổi bên. Nâng tay trái lên, giữ ở đây hít thở đều. 4, 3, 2 và 1, hạ tay. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng hạ đầu gối xuống. Có thể tách rộng đầu gối sang hai bên, đưa mông ra sau với tư thế em bé, hạ trán xuống, hít thở đều, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít sâu, thở chậm, thở hết ra, hít sâu, thở chậm. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng chống bắt đầu bàn chân lên, trở về tư thế về ngược, chìm sâu vào, hít vào đá chân phải ra sau lên cao, vuốt căng mũi chân của mình lên, thở ra này, thu đầu gối về gần, cằm hoặc trán của mình ạ, cuộn lưng lên, hít vào, chân ra sau lên cao, thở ra thu đầu gối về gần, khuỷu tay phải, co mũi chân, hít vào, đưa chân lên cao, thở ra, đầu gối về gần, cằm hoặc trán của mình, hít vào, chân lên cao, vuốt căng mũi chân ạ, nhớ là chúng ta không lệch mông của mình nha, hai mông cùng hướng xuống sàn được chưa? Và cùng hướng xuống không lệch mông, thở ra này, đầu gối về gần khuỷu tay, rồi đưa chân ra sau trở về tư thế về ngược, hít vào chân trái ra sau lên cao, thở ra thu đầu gối về gần cằm hoặc trán, hít vào chân ra sau lên cao, thở ra đầu gối về gần khuỷu tay trái, hít vào, duỗi chân, thở ra, đầu gối về gần cằm hoặc trán, hít vào, chân ra sau lên cao, thở ra, đầu gối về gần cằm hoặc trán, đầu gối của chúng ta về gần khuỷu tay ạ, giữ ở đây, 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào ra sau, thở ra hạ chân xuống, chân xuống. Nếu chúng ta đau mỏi, nếu chúng ta có cảm thấy có thể mỏi cổ tay của mình thì có thể chống nhẹ bàn tay của mình lại, chống nhẹ bàn tay của mình lại, duỗi thẳng tay ra, lật ngược cái bàn tay của mình lại đi chứ, rồi đổi bên tay, từ đây chúng ta có thể nhẹ nhàng chống mười đầu ngón chân, đẩy mông lên cao về ngược, hít vào đá chân phải ra sau lên cao. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng trùng gấp cái đầu gối của mình, trùng cái đầu gối lại, chúng ta đưa gót chân gần về mông của mình, rồi hạ bàn chân phải của mình sang bên trái như này, duỗi thẳng chân trái, hít vào, vươn căng tay lên, vươn căng tay phải, thở ra hạ tay xuống, trở về, hít vào đá chân phải ra sau lên cao, thở ra này, chúng ta đưa bước cái chân phải của mình ra cạnh ngoài bàn tay trái này, trùng đầu gối chân phải lại, hạ bàn chân trái xuống sàn, hít vào vươn căng tay trái, mắt hướng nhìn lên trần, thở ra hạ tay xuống, đưa chân ra sau, tiếp tục hít vào, đá chân trái ra sau lên cao, rồi
đưa gót chân về phía mông của mình, rồi bước chân trái sang bên phải, duỗi thẳng chân chân phải của mình ra, hít vào vươn cang tay trái, thở ra hạ tay xuống, trở về về ngược, tiếp tục hít vào đá chân trái ra sau lên cao, thở ra bước chân trái ra ngoài tay phải, trùng đầu gối chân trái, hạ bàn chân phải xuống sàn, duỗi thẳng đầu gối, hít vào vươn cang tay phải, giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 1, thở ra hạ tay xuống, rồi trở về về ngược, hít vào đá chân phải ra sau lên cao, rồi nhẹ nhàng hạ đầu gối, hạ bàn chân của mình sang bên, vươn cang tay phải lên, giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 1, thở ra hạ bàn tay phải xuống, trở về về ngược, hít vào chúng ta đá chân trái ra sau lên cao, rồi trùng đầu gối chân trái, bước chân trái hạ bàn chân trái sang bên phải, duỗi thẳng chân phải, hít vào vươn cang tay trái. 5 4 3 2 1, thở ra hạ tay xuống, rồi từ đây chúng ta nhẹ nhàng hạ đầu gối của mình xuống sàn, hạ đầu gối xuống sàn, tách rộng hai tay sang hai góc thảm, thở ra từ từ hạ ngực đầu xuống, hít thở đều, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Đưa mông ra sau, ngồi lên gót chân. Đưa mông ra sau, ngồi lên gót chân của mình, hạ trán xuống. Hít sâu. Thở ra thật chậm rãi. Hít vào thật sâu. Thở ra thở hết. Rồi từ đây chúng ta nhẹ nhàng đẩy hông lên và nằm ngửa. Nằm ngửa. Từ đây chúng ta sẽ nhẹ nhàng hít vào, chúng ta thu hai đầu gối về gần cơ thể của mình. Thu hai đầu gối về gần. Dùng tay ôm đầu gối chân phải đã. Rồi duỗi chân trái của mình ra, vuốt căng hai mũi chân. Hít vào, nâng nhẹ trán về gần đầu gối. Thở ra, hạ đầu xuống. Đưa đầu gối về gần ngực và bụng, vuốt căng mũi chân. Hít vào, nâng trán về gần đầu gối của mình ạ. Hít thở đều. Thở ra, hạ đầu xuống. Tiếp tục hít vào, nâng chán về gần đầu gối, đã giữ. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra hạ đầu xuống, duỗi chân ra và đội bên. Hai tay ôm đầu gối của mình. Hít vào, nâng ạ. Giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra hạ đầu xuống, kéo đầu gối về gần bụng. Hít vào, nâng trán lên về gần, giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 1, thở ra hạ đầu xuống, vuốt căng mũi chân. Hít vào, nâng, giữ ở đây. 6 5 4 3 2 1, thở ra. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng này, đặt bàn chân trái lên đùi phải, tay trái sang trái, hít đầu hơi thật sâu, thở ra dùng tay phải của mình kéo đầu gối phải, kéo đầu gối trái hạ xuống sàn, mắt nhìn theo tay, nhấn vai xuống, nhấn vai trái xuống, thở hết ra.
Hít vào trở về giữa và đùi bên. Hạ đầu gối phải sang bên trái. Mắt nhìn theo tay phải. Hít thở đều vào giữa đây. 5 4 3 2 và 1. Rồi từ đây chúng ta nhẹ nhàng hít vào, vươn cao hai tay qua đều qua đầu của mình. Duỗi căng mũi chân. Thở ra nhẹ nhàng thả lỏng tay vai. Thu chân của mình ạ, thu bàn chân trái về gần mông. Rồi, chúng ta nghiêng người sang bên phải và từ từ ngồi dậy. Vừa rồi là bài tập ngày thứ 41 trong chuỗi các bài tập yoga dành cho người bắt đầu. Hy vọng rằng bài tập này tiếp tục là những bài tập bổ ích dành cho các bạn. Đừng quên like, comment sau khi tập xong bài tập nhé. Và cũng đừng quên đăng ký và bật chuông để chờ đợi những clip tiếp theo. Nếu bạn muốn xem các bài tập video không chứa quảng cáo, bạn có thể đăng ký tham gia hội viên. Và nếu như bạn có những thắc mắc gì hãy comment ở dưới nhé.